Khởi đầu sớm hay bắt đầu trễ, bạn chọn bên nào? Thường thì mọi người sẽ muốn lựa chọn bên sớm hơn là bên trễ. Đối với một số người thì mọi thứ được diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Nhưng có những người khác thì có đủ thứ các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan xảy đến để làm trì hoãn hoặc làm chậm lại sự khởi đầu của họ. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khi bạn nắm được trọn vẹn thông điệp của video này, thì bạn sẽ có được câu trả lời cho sự khởi đầu của mình. Dù là trễ, là sớm hay là vừa. Tư Duy Ngược sẽ kể cho bạn nghe một vài câu chuyện liên quan, rồi sau đó chúng ta sẽ đúc kết lại. Câu chuyện đầu tiên sẽ là về sự khởi đầu sớm. Còn chuyện trễ nãy thì chúng ta sẽ nói ở phần sau. Đầu tiên là một tấm gương khởi đầu sớm rất tiêu biểu và cũng rất thú vị là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ông có một hiệu ứng rất nổi tiếng làm nên tên tuổi của mình là Snowball Effect, hiệu ứng hòn tuyết lăn. Và trước khi nói sâu về ông, thì Tư Duy Ngược cần phải chia sẻ một thứ khác cũng liên quan đến băng tuyết, nhưng không phải là tuyết lăn, mà là sự hình thành của kỷ băng hà. Những năm đầu của thập kỷ 1900, có một nhà khoa học người Serbia có tên là Milutin Milankovic. Ông đang nghiên cứu vị trí của trái đất so với những hành tinh khác và nảy ra được giả thuyết về những kỷ băng hà mà giờ đây đã được các nhà khoa học xác nhận là chính xác. Giả thuyết của ông Milankovic cho rằng lực hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng dần ảnh hưởng đến sự chuyển động của trái đất và làm cho trái đất nghiêng về phía mặt trời, khiến cho mỗi bán cầu của trái đất nhận được nhiều hơn hoặc ít hơn một chút lượng bức xạ mặt trời hơn so với thông thường, gây ra những mùa đông lạnh đến khắc nghiệt, đủ để biết toàn bộ hành tinh trở nên băng giá. Và cứ như vậy, vòng tuần hoàn này có thể kéo dài hàng chục ngàn năm. Nhưng một nhà thiên văn học người Nga khác tên là Vladimir Korbin đã đào sâu vào công trình của ông Milankovic và phát hiện ra một điều thậm chí còn thú vị hơn. Những mùa hè có nhiệt độ khá mát mới chính là thủ phạm gây ra băng giá, chứ không phải là những mùa đông lạnh giá. Kỷ băng hà được bắt đầu khi một mùa hè không bao giờ đủ ấm để làm tan chảy băng tuyết của mùa đông trước đó, và phần nền băng còn lại khiến cho việc tích tụ của băng tuyết và mùa đông tiếp theo được trở nên dễ dàng hơn. Điều này làm gia tăng cơ hội cho băng tuyết được bám trụ vào mùa hè tiếp theo. Và cứ như vậy, càng thu hút được nhiều sự tích tụ hơn nữa vào mùa đông tiếp đó. Cứ như thế, trong vòng vài trăm năm, một tảng băng tuyết theo mùa lớn dần lên thành một châu lục băng đá. Và mọi chuyện bắt đầu như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra ở chiều ngược lại. Một sự nghiêng theo quỹ đạo khiến chiều ánh nắng được tiếp cận hơn, làm tan chảy băng tuyết mùa đông. Hai chu kỳ này là một vòng tuần hoàn. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là một thứ có thể phát triển lớn đến như thế nào chỉ từ một sự thay đổi điều kiện khá nhỏ bé. Bạn bắt đầu với một lớp tuyết mỏng còn sót lại từ một mùa hè mát mẻ mà không ai có thể nghĩ gì khác về nó. Nhưng rồi sau đó, trong một cái chớp mắt mang tính địa chất học, toàn bộ trái đất bị bao phủ bởi lớp băng đá dài hàng dặm. Toàn bộ một hành tinh đó bạn nha. Điều thú vị ở đây là lượng tuyết không nhất thiết đã là nguyên nhân sinh ra những tảng băng, mà vấn đề nằm ở chỗ lượng tuyết dù ít ỏi đến mức nào thì nó cũng vẫn cứ tồn tại. Bài học lớn được rút ra từ các kỷ băng hà đó là bạn không cần một thế lực lớn để tạo ra được những kết quả vĩ đại. Nếu một thứ gì đó được tích tụ lại, được sử dụng như nhiên liệu dành cho sự phát triển của tương lai, thì chỉ với một nền tảng ban đầu nhỏ nhoi cũng có thể dẫn đến những kết quả vĩ đại đến mức có vẻ đi ngược lại với logic. Và điều này cũng diễn ra tương tự như vậy với tiền bạc và sự chuyển hóa trong cuộc sống của bạn. Giờ thì chúng ta quay trở lại với tỷ phú Warren Buffett. Như đã đề cập thì ông là một tấm gương khởi đầu sớm rất tiêu biểu. Ngay còn thơ ấu, Warren Buffett đã sớm mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với những con số một cách rất tự nhiên, cùng với một trí nhớ được thiên phú vô cùng kiệt xuất. 5 năm đầu đời của ông, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, và chính những năm tháng đầu tiên đầy khó khăn này đã nuôi dưỡng trong ông một khát vọng là phải trở nên rất rất giàu có. Khi ông lên 6 thì bắt đầu được đến trường học. Lúc này gia cảnh nhà ông cũng đã bắt đầu khá lên rất nhiều. Và chính vì niềm đam mê trở nên giàu có của mình mà lúc chỉ mới 9 tuổi, ông đã bị chứng khoán hút hồn như cá gặp phải nước. Ở cái tuổi mà chỉ có một số ít đứa trẻ có thể hiểu được một công ty là gì, thì Warren đã được xem hàng tá cuộn giấy ghi chú của cha mình là ông Howard Buffett. Ông Howard trước đây vốn là một nhà môi giới chứng khoán,
Về sau công ty của ông đang làm việc bị phá sản, thì ông Howard đã tự mình mở ra và làm chủ một công ty chứng khoán. Chính vì vậy mà ông Howard ảnh hưởng rất nhiều đến Warren. Năm 11 tuổi, Warren quyết định mua những cổ phiếu đầu tiên trong đời. Khi chỉ mới 17 tuổi, ông đã đọc ít nhất 100 quyển sách về kinh doanh và đầu tư, phần lớn là từ kệ sách của cha ông. Khi trở thành sinh viên, ông chọn đến trường tài chính và thương mại Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Warren đã giận dữ kể lại rằng ông còn biết nhiều hơn cả các giáo sư của mình ở đó. Giáo sư chỉ toàn dạy lý thuyết suông. Chỉ sau một năm tại trường, ông thấy rằng nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thì sẽ chỉ là một sự lãng phí. Thay vào đó, ông dành thời gian học tập ở ngoài giảng đường, ở những phòng môi giới chứng khoán ở Philadelphia để theo dõi các cổ phiếu, đồng thời tiếp tục vận hành các công việc giao báo, bán banh gôn, v.v. để kiếm thêm thu nhập, đầu tư cổ phiếu. Giá trị tài sản của ông Warren lúc Tư Duy Ngược đang làm video này là 124,3 tỷ đô. Điều đáng nói là trong số tài sản này thì ông cần đến 50 năm đầu tiên của cuộc đời để kiếm được 300 triệu đô đầu tiên. Và 124 tỷ đô còn lại thì lại được tích lũy sau sinh nhật lần thứ 50 của ông. Chỉ cần 41 năm và hiện nay ông đã 91 tuổi. Chỉ cần 80% thời gian so với 50 năm đầu, nhưng số tài sản thì đã tăng lên 41.300% hay 413 lần. Thường thì đầu óc của chúng ta không thể hiểu được những sự phi lý như vậy. Chính vì vậy mà ông Warren Buffett đã từng bị các cơ quan điều tra nghi ngờ về sự minh bạch trong các giao dịch của ông. Nhưng rồi khi trực tiếp kiểm tra các giao dịch hay sổ sách thì họ không thể tìm ra điều gì sai phạm cả. Mọi thứ đều chuẩn chỉnh. Ông Warren bắt đầu tư nghiêm túc khi chỉ mới 10 tuổi. Cho đến năm 30 tuổi, ông đã có giá trị ròng 1 triệu đô la. Lần đầu tiên ông cán mốc tỷ phú là vào khoảng năm 55 tuổi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông giống như bao người bình thường khác, trải qua thời niên thiếu cùng với lứa tuổi 20 bằng cách khám phá thế giới để tìm niềm đam mê của mình, và rồi đến tuổi 30 thì giá trị ròng của ông chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn đô la. Chìa khóa thực sự cho thành công của ông đó là ông đã ở cương vị của một nhà đầu tư đại tài được hơn 3 phần tư thế kỷ rồi, một con số hơn 75 năm. Kỹ năng của ông là đầu tư, nhưng bí mật của ông lại là thời gian. Đó là cách mà sự tích tụ mang lại hiệu quả. Nếu như phải đến năm 30 tuổi ông mới bắt đầu đầu tư và nghỉ hưu vào lúc 60 thì chắc chắn là sẽ rất ít người được nghe nói về ông. James Simon, người đứng đầu quỹ phòng hộ Renaissance Technology, ông có tỷ lệ tích lũy tiền hay còn được gọi là tỷ suất hoàn vốn, ROE hay ROR, trung bình ở mức 66% mỗi năm kể từ năm 1988. Chưa một ai có thể tiến gần đến mốc này, một tỷ lệ rất đáng nể. Như mọi người thường được biết là Warren Buffett chỉ tích lũy được trung bình khoảng 22% mỗi năm, chỉ bằng 1/3 so với ông Simons. Cả hai người này đều rất tài tình trong việc lãi kép một lượng lớn tài sản của họ với những tỷ lệ ROE của mình. Giá trị ròng của ông Simon vào thời điểm Tư Duy Ngược làm video này là 28,6 tỷ đô. Một khối tài sản rất lớn, nhưng thật lạ lùng là ông Simon lại kém giàu hơn ông Buffett đến 75%. Tại sao lại như vậy khi ông Simon giỏi hơn? Đó là bởi vì ông Simon đã không tìm thấy được bước tiến trong đầu tư cho đến khi ông ấy tận 50 tuổi, và hiện tại ông đã 84 tuổi. Có ít hơn một nửa số năm để tích lũy so với ông Warren. Đó là câu chuyện đầu tiên về sự bắt đầu sớm và bài học rất thú vị về sự tích tụ thông qua Kỷ Băng Hà và các nhà đầu tư đại tài. Hy vọng bạn sẽ nhìn ra được nhiều thông điệp hữu ích từ những câu chuyện này, hơn là chỉ nghĩ về sự giàu có hay mức độ thành công của một cá nhân nào đó. Giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, một câu chuyện có thật về sự bắt đầu trễ. Vào năm 2002, Bill là một cậu sinh viên đại học, thích chơi các loại thuốc phiện và yêu tiệc tùng. Vì vậy mà anh đã trở thành một tay buôn thuốc cho bạn bè. Một đêm nọ, anh mang theo một ít ma túy đến buổi tiệc, chơi bời phê pha, rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi từ một người bạn và tiếng hét ở đầu dây bên kia: "Cậu ta chết rồi, cậu ta chết rồi." Hóa ra, những viên ma túy mà Bill mang đến bữa tiệc đã bị pha lẫn chất fentanyl vào mà anh không hề hay biết, và chính nó đã gây ra cái chết cho người bạn của Bill. Bill bị bắt, bị kết án về tội tắc trách làm chết người và bị tuyên án 10 năm tù.
Thôi xong, thế là hết. Bill nghĩ rằng đời mình thế là tạt. Và chúng ta sẽ tu nhanh đến ngày Bill được mãn hạn tù. Vào thời điểm mãn hạn tù, anh đã 36 tuổi. Và tương lai sẽ như thế nào đối với một kẻ tù tội gần 40 tuổi không tấm bằng đại học? Theo bạn thì trường hợp này đã đủ tệ hay đã đủ trễ chưa? Cá nhân tôi duy ngược thì thấy trải qua gần một nửa cuộc đời như vậy thì cũng đã đủ tệ hại rồi. Vậy nếu là bạn trong hoàn cảnh của Bill thì bạn sẽ làm gì? Rồi, và chúng ta hãy cùng xem Bill sẽ làm gì với cuộc đời của mình nha. Sau khi ra tù vào năm 2012, rất nhiều cánh cửa đóng sầm trước mặt Bill, nhưng anh đã không bỏ cuộc, quyết định bắt đầu một chuyến hành trình ngược dòng, lội lên từ đáy xã hội. Sau đây là đấu pháp 8 bước hay 8 giai đoạn về hành trình ngược dòng này của Bill. Rồi sau đó chúng ta sẽ bàn với nhau. Đầu tiên, bước 1. Vì có hành vi tốt nên Bill được đưa vào chương trình làm việc hoàn lương cho 18 tháng cuối trong tù. Anh kiếm được $10 một giờ và may mắn tiết kiệm được khoảng $10,000 làm vốn khi mãn hạn tù. Bước 2. Lời khuyên chung của mọi người mà Bill nhận được là nên học xong đại học vì chỉ còn một năm nữa là lấy được bằng. Nên anh đã quay lại trường, học và hoàn tất nó. Bước 3. Khi ra tù, Bill được cha mẹ hỗ trợ cho nơi ở dưới tầng hầm. Một sự trợ giúp rất lớn để anh bắt đầu reset và làm lại cuộc đời của mình. Bước 4. Bill đi làm công việc bốc hàng, xếp thùng chỉ $9 một giờ trong suốt một năm. Phấn đấu vừa học vừa làm, trang trải hết chi phí và tiết kiệm được thêm $10,000 nữa trong năm đó. Bước 5. Vào năm 2013, Bill có tổng tài sản khoảng $20,000. Rồi anh gặp được Amanda, là bạn gái và vợ tương lai của anh. Amanda lúc đó cũng đang mắc nợ khoảng $20,000 vì tiền vay để mua xe và học đại học. Bước 6. Bill đã đưa ra một quyết định lớn khi bắt đầu một công việc kinh doanh bán áo in thể thao cho các tổ chức. 6 tháng đầu kinh doanh vô cùng khó khăn. Doanh thu chỉ được $10,000, không đủ để trang trải chi phí lên đến $18,000. Bill gần như đã bỏ cuộc, nhưng anh không thể dừng lại được vì đã đổ rất nhiều công sức và tiền bạc vào đây. Rất may là trong 6 tháng tiếp theo, anh đã bán được $180,000 tiền doanh thu sản phẩm, trả được toàn bộ các nợ nần cũ và cùng với công việc điều dưỡng mà Amanda đang làm, thì hai người đã cùng nhau tiết kiệm từng đô la một, quyết tâm phải trở nên tự do về tài chính. Bước 7. Vào năm 2014, họ đã đính hôn và quyết định cùng nhau mua một căn nhà nhỏ để xây dựng tổ ấm của mình. Bước 8. Năm 2015, Bill học cách đầu tư cổ phiếu, đi đúng như với lộ trình, bản thiết kế cuộc sống tự do và làm chủ mà anh đã vẽ lên từ tận năm 2013. Bill và Amanda có niềm đam mê rất lớn với việc đầu tư. Vì vậy mà vào năm 2016, họ thành lập trang blog WellWellDone này để chia sẻ kiến thức tài chính cho mọi người. Bạn có thể ghé xem. Năm 2017, họ mua được bất động sản đầu tư đầu tiên. Bằng sự nỗ lực của mình, hiện tại, cặp đôi này đã sở hữu tổng tài sản trị giá khoảng $300,000, cùng với những khoản thu nhập thụ động nhỏ từ đầu tư và chia sẻ được những kiến thức tài chính đến với nhiều người. Một kết quả không hề tệ, đúng không bạn? Họ kết lại như sau. Mục tiêu và mong muốn của chúng tôi là trở thành triệu phú. Không phải là để trông giàu có, mà là để không bao giờ phải nghĩ đến tiền nữa. Nhờ vậy mà có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi. Cảm ơn Bill và Amanda vì câu chuyện này. Chúc cho các anh chị sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. Đây là bằng chứng cho việc bạn có thể lội lên từ bất kỳ vị trí nào. Chìa khóa thành công cần phải ghi nhớ là vấn đề không nằm ở quá khứ, mà là bây giờ chúng ta cần phải làm gì. Bạn cần phải nhớ đấu pháp và câu thần chú này. Đây là hai câu chuyện yêu thích của tư duy ngược khi nói đến sự khởi đầu sớm hay bắt đầu trễ. 3 đến 4 câu chuyện này, nếu bạn nghĩ kỹ sẽ thấy có rất nhiều điều hay ho, liên quan mật thiết với nhau để bạn nghiền ra và ngẫm cho cuộc sống của mình. Video cũng đã hơi dài nên tư duy ngược sẽ chưa vội tổng kết mà sẽ để bạn ngẫm nghĩ trước một chút. Xin được hẹn bạn ở phần 2 vào tuần sau để phân tích sâu hơn và chia sẻ thêm với bạn rất nhiều bài học quan trọng được rút ra từ câu chuyện này. Hãy nhớ đón xem nha. Nếu bạn muốn nhận tài liệu một trang PDF về video này thì sẽ có một đường link bên dưới khung mô tả để bạn điền email thì hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn tài liệu này. Xin chào bạn. Hôm nay Tư Duy Ngược sẽ tiếp tục phân tích với bạn về chủ đề khởi đầu sớm hay bắt đầu trễ với những câu chuyện ở phần 1 lần trước. Đầu tiên là câu chuyện bắt đầu trễ của Bill.
đa phần mọi người sẽ cảm thấy câu chuyện này gần gũi với mình hơn. Với những ai đang có ý nghĩ là tôi lỡ chuyến tàu mất rồi, tôi bất lợi hơn so với người khác, đời tôi chán quá, thì tư duy ngược xin được nhắc lại đấu pháp lần trước mà chúng ta đã nói đến là vấn đề không nằm ở quá khứ mà là bây giờ chúng ta cần làm gì. Be present, sống 100% ở hiện tại để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn và buông bỏ quá khứ. Đây cũng là lời mà trong nhà Phật thường dạy. Những ai chưa thực sự hiểu được đấu pháp này thì chân của họ vẫn đang bước tập tễnh về phía trước, nhưng đầu thì đang ngoái về phía sau, và miệng thì luôn đi rêu rao những sự bất hạnh, chán chường của mình. Hành động, lời nói và suy nghĩ, thân, khẩu, ý không hề nhất quán. Khi nhìn lại quá trình lội ngược dòng của Bill, bạn sẽ thấy được điều quan trọng nhất, nó được đến từ đây, từ ý chí, tâm thức và niềm tin. Đây là cơ quan chủ chốt, chi phối toàn bộ đến lời nói và hành động của bạn. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Tư duy ngược đã từng chia sẻ điều này trong một video về Đức Phật. Giờ ta sẽ quay lại với đấu pháp 8 bước của Bill để thực sự xem ảnh đã làm gì ha. Nhìn lại bước số 1, nếu để ý, bạn sẽ thấy Bill đã quyết định làm lại cuộc đời của mình ngay từ khi đã còn ngồi ở trong tù rồi. Ở một góc nhìn khách quan hơn thì đây cũng có thể gọi là một sự khởi đầu sớm trong một sự bắt đầu trễ, đúng không? Bước số 2, Bill không hề ngại khó gì với việc học. Tinh thần vừa học vừa làm rất cao. Rất trùng hợp là Tư Duy Ngược đã từng làm một video về 7 bước thoát nghèo này. Khi bạn đem so 7 bước này với cách mà Bill làm lại cuộc đời của mình, bạn sẽ thấy rằng hai đấu pháp này gần như y hệt như nhau. Một sự vô tình rất có logic. Cá nhân Tư Duy Ngược cho rằng tinh thần học tập này mới chính là điểm mấu chốt giúp Bill lách qua được một khe cửa quá hẹp. Nó đã giúp anh ấy chuyển từ đường đua tri thức sang được đường đua tài sản. Từ một anh chàng rượu chè, bà bấp, tiệc tùng thâu đêm, Bill đã thay đổi toàn bộ tư duy và thói quen sống để chuyển hóa cuộc đời của mình đi đến một trạng thái tốt đẹp hơn. Và cần điều kiện gì để chuyển hóa được thì bạn hãy xem lại video này, rất quan trọng. Khi bạn hành động thì Thượng Đế cũng sẽ hành động. Tất cả những nỗ lực của Bill đã giúp tạo ra thêm một chút may mắn để trợ lực cho anh ở cái đoạn đưa ra quyết định kinh doanh mang tính bước ngoặt này. 6 tháng đầu ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì 6 tháng tiếp theo có thể tạm được gọi là một món quà của Thượng Đế. Những món quà ngọt ngào chỉ dành cho những ai chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, thực sự nỗ lực để thay đổi bản thân, tư duy và cuộc sống của mình. Bạn có nhận được quà dạng như thế này bao giờ chưa? Nếu chưa thì hãy nhớ, hãy chăm sóc ngôi đền của mình thật kỹ vào nhé. Nếu được chọn bắt đầu sớm hay khởi đầu trễ, dĩ nhiên tôi cũng sẽ chọn bắt đầu sớm. Nhưng nếu không được chọn sớm thì trễ có phải là một lựa chọn quá tồi không cả? Tuy ngược rất thích một so sánh ví von về trò chơi tiền bạc này của ông Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách kinh điển Dạy Con Làm Giàu. Mời bạn xem hình này, bạn có thể thay đổi trò chơi tiền bạc thành trò chơi cuộc đời hay thịnh vượng gì đó cho tổng quát nếu muốn. Ông Robert chia thời gian chơi của mỗi người ra thành 4 hiệp đấu. Hiệp đầu tiên được bắt đầu khi bạn 25 tuổi. Có thể là rất nhiều người đang xem video này cũng đang ở hiệp 1, hoặc thậm chí cũng chưa bước chân vào hiệp 1. Cá nhân Tư Duy Ngược thì cũng chỉ đang ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất này. Ông Warren thì bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ lúc 10 tuổi, cũng không biết đó là hiệp gì. Người ta mới tập bò thì ông ấy đã bắt đầu tập chạy như một vận động viên Olympic quốc tế rồi. Nói chung là sớm một cách rất phi thường. Còn Bill, nếu dựa vào 4 hiệp này thì ảnh đã vi phạm luật chơi rồi bị treo giò trong suốt hiệp 1 và chỉ được bắt đầu quay trở lại thi đấu trong hiệp thứ 2. Với góc nhìn này thì mọi thứ có vẻ đã thoáng đãng hơn. Bill mất một hiệp nhưng còn đến 3 hiệp chính và một vài hiệp phụ. Nhìn nhau một cách lý trí thì đó là rất nhiều thời gian, phải không bạn? Còn đây là thông tin các hiệp thi đấu của tác giả Robert Kiyosaki. Suốt hiệp 1, tuy ông ấy đã có những thành công vang dội nhưng rồi lại bị thất bại nặng nề, nợ nần chồng chất, khá bế tắc. Và rất may là ông đã vượt qua được, nhờ vậy mà mới có sách để bà con đọc. Sang hiệp 2, ông đã rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu, bắt đầu lấy lại được thế trận và tạo ra được thu nhập thụ động từ đầu tư khoảng 10.000 đô một tháng. Sau đó ông đã nghỉ xả hơi 2 năm. Nói là nghỉ xả hơi, nhưng theo Tư Duy Ngược thì 2 năm này nghỉ xả hơi kết hợp với mài rìu cường độ cao, thay nhớt, thay lốp, bảo dưỡng động cơ, chờ thời điểm phù hợp để quay trở lại đường đua.
Rồi khi đến hiệp thứ 3 thì ông đã dễ dàng nhân gấp 10 lần thu nhập thụ động trước đó của mình. Sau khi đã có nền tảng vững chắc từ hiệp thứ nhất sai lầm, hiệp thứ 2 thành công và cùng với 2 năm nghỉ xả hơi. Hiện giờ ông đã 75 tuổi, đang đến hiệp phụ luôn rồi. Sở hữu tài sản khoảng 100 triệu đô, chưa tính tài sản của vợ, thêm khoảng 52 triệu đô nữa. Trên thực tế là có rất nhiều người phải đến hiệp 2 và hiệp 3 thì mới tạo ra được những thành quả bền vững. Ví dụ như trường hợp của Bill hay ông Robert thì họ đều bị sẩy chân ở hiệp 1. Và nếu sự cố này xảy đến với đa phần mọi người thì họ sẽ thường nghĩ là ôi thôi, tôi lỡ chuyến tàu rồi. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người có hiệp đấu thứ nhất tốt hơn Bill trong khi ảnh đang phải ngồi tù. Nhưng khi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, mặc dù kết quả Bill đạt được cũng chưa phải là điều gì đó quá ghê gớm, nhưng xác suất rất cao là Bill sẽ vượt mặt rất nhiều người trong số này, những người đã từng tốt hơn anh trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tại sao lại như vậy? Trong lúc làm video này thì mình vô tình xem lại những cái tấm hình ở trên điện thoại cách đây khoảng 4 năm. Không phải để khoe, nhưng mình thấy là wow, công nhận là mình thay đổi nhiều thật. Nếu không có những cái thứ này nó nhắc nhở thì mình thấy là ui, 4 đến 5 năm vừa rồi nó trôi qua lẹ lắm. Nhưng mà không, nếu như 5 năm vừa rồi bạn thật sự sống, bạn thật sự hướng lên thì khi nhìn lại từng chi tiết của khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy là sức mạnh của 5 năm là rất ghê gớm. Trong vòng 5 năm, bạn có 60 tháng, 260 tuần, 1825 ngày, 43.800 giờ, 2.628.000 phút và 157.680.000 giây. Người ta nói thời gian là tiền bạc mà, và sẽ rất là tuyệt nếu như bạn biết cách tận dụng từng cái giây phút đó của mình trong suốt 5 năm vừa qua. Trước khi xem hình thì mình cũng không nghĩ là sau 4 năm con người của mình lại khác xa so với trước tới như vậy. Nhìn lại hồi trước thì mình thấy bản thân của mình rất là nhỏ bé, mặc dù là hồi xưa mập mạp hơn bây giờ rất là nhiều. Và năm tiếp theo là tròn 5 năm thì nó sẽ là một điểm mốc vượt xa, mình dự đoán như vậy. Thực tế là mình rất hay nói với bạn bè của mình về sức mạnh của sự phấn đấu trong vòng từ 5 đến 10 năm. Trước đây thì thầy của mình cũng hay dạy cho mình về điều này. Và từ quan sát những người xung quanh thì thực tế cũng đúng là như vậy. Đối với những ai thật sự nỗ lực, nếu như bạn nhìn lại những cái cột mốc thời gian của Bill thì đó cũng là một cột mốc 5 năm thay đổi cuộc đời. Từ một xuất phát điểm cực kỳ tệ hại và đến hiện tại 2022 thì đã là 10 năm hết đúng một hiệp. Cho nên là dù xuất phát điểm của bạn đang ở đâu hay là chất lượng thi đấu của bạn đang tệ hại như thế nào thì nếu như bạn sống đúng công thức thì chỉ từ 5 năm thôi hoặc thậm chí ít hơn là bạn đã thấy được cuộc sống của mình nó bắt đầu được chuyển hóa rõ rệt rồi. Có rất là nhiều tấm gương như thế này chứ không phải là chỉ một vài trường hợp cá biệt đâu bạn nha. Còn nếu như bạn cứ chơi vật vờ, than vãn, lời nói, suy nghĩ, hành động không nhất quán thì dù cho có chơi 50 năm đi nữa, 1 tỷ 570 triệu 680 ngàn giây thì nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cho nên là đừng ngủ quá dài, đừng sống quá thời ơ với cuộc sống và những cái thời gian quý giá mà bạn đang có. Thời gian tất bật vừa qua, cá nhân tôi sống rất trân trọng thời gian của mình để bù đắp lại sự lãng phí hồi trước, nhất là khoảng thời gian còn là sinh viên. Nói chuyện với một số bạn trẻ, tôi thường nghe được rất nhiều câu, nhưng điển hình nhất là: ôi, cuối tuần có một ngày nghỉ à, em ngủ cho đã anh ơi, dậy sớm không nổi. Tôi duy ngược rất hiểu điều này, ai mà chẳng từng như vậy. Đơn giản là khi bạn chưa rõ ràng về những gì mà mình cần phải phấn đấu thì bạn sẽ chỉ ngủ, chơi và làm như bị ép buộc thôi. Nên là bạn phải tìm ra được phương tiện sống, mục đích sống của mình. Thì đó là khi mà bạn sẽ muốn tạo ra kỳ tích hay một điều gì đó mới mẻ hơn cho cuộc sống của mình và những người xung quanh. Lúc này thì bạn mới không dành nhiều thời gian cho việc ngủ dài và làm những điều vô bổ nữa. Bạn có thể xem video này về mục đích sống, phải đi thì mới đến bạn nha. Quay lại một chút về câu chuyện của ông Warren Buffett và Kỷ Băng Hà, bạn sẽ thấy là ông Warren có trọn vẹn cả hai thứ rất quan trọng là thời gian và sự tích tụ. Anh Bill thì thua thiệt hơn ở mặt thời gian, nhưng rất may là anh đã phần nào nhận ra được bài học của sự tích tụ. Tương tự như ông James Simon, có thể ít hơn nhiều về mặt thời gian so với ông Warren, nhưng với chất lượng vượt trội trong khả năng thi đấu thì ông Simon cũng đã tích tụ lên được một khối tài sản rất khổng lồ chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài. Có thể mỗi người sẽ có những mức độ về sự tích tụ khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là câu hỏi: ai là người đang thực sự tích tụ cho cuộc sống của mình? Tư duy ngược lại nhớ về bài học từ câu chuyện rùa và thỏ thời A Công mà kênh đã làm là: chậm mà chắc thì sẽ giành chiến thắng, trong hoặc kép. Những người ở dưới đáy xã hội như Bill, nói hơi thô một chút là sẵn họ đã có tâm lý cùi không sợ lỡ rồi. Lúc đó con người rất dễ để cảm thấy biết đủ và biết ơn
với cuộc sống mà họ đang có, thì họ sẽ không quá đặt nặng vào chuyện kết quả là đi nhanh hay là đi chậm nữa, mà họ chỉ đơn giản là tích tụ và tích tụ thôi. Rồi thì kiểu gì cũng sẽ gặt được quả ngọt. Quả siêu to khổng lồ hay không thì chưa biết, nhưng chỉ ít là sẽ không phải nếm trái đắng, bạn ha. Câu hỏi tiếp theo là: bạn đang tích tụ cái gì vào cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua? Tiger, Henneken, TikTok 20/7, kiếp đỏ đen, hay là thể dục thể thao, đèn sách, tìm thầy tìm cô, xây dựng những mối quan hệ tốt, rồi xem tư duy ngược, vân vân. Bạn đang ở bên cán cân nào của sự tích tụ? Nếu không may bạn đang bị tụ tán vào phần bên trái, thì không còn cách nào khác là phải chịu khó phân rã nó ra, bắt buộc phải lột xác, nếu không thì sẽ phơi xác. No pain, no gain, không đau thì không đạt. Mọi hành động của sự sáng tạo trước tiên đều là hành động của sự hủy diệt. Nghe có vẻ ghê gớm quá, nhưng thật ra lòng can đảm cũng chỉ là tổng tích lũy của những bước nhỏ thôi, bạn ha. Hãy học cách rã đông của trái đất, chịu khó nghiêng hơn một chút về phía mặt trời để nhận được thêm nhiều bức xạ hơn. Rồi thì sự giá lạnh cũng sẽ qua đi, và ánh nắng của những hy vọng sống và khát khao sống sẽ sớm quay trở lại. Một ý nhỏ cuối cùng trước khi kết thúc, dành cho những ai đang ở những hiệp 3 và 4, chắc chắn sẽ vẫn có một số cá nhân nghĩ rằng: bây giờ tôi đã 40, 50 tuổi rồi, trễ chuyến quá rồi, không còn sức để phấn đấu nữa, nên giờ cũng phải an phận thôi. Tư duy ngược rất đồng cảm về sự rào cản thâm niên này, và cũng không có ý bàn chuyện đúng sai ở đây, vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phức tạp khác nhau, chi phối đến quan niệm sống của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn là bạn không thể nào có một cuộc sống tích cực với một đầu óc đầy sự tiêu cực được. Khi bạn thể hiện tinh thần buông xuôi này, thì gần như bạn đã giương cờ trắng ra đầu hàng, rồi bắt đầu hành trình sống nhạt của mình. Nhưng mà có thực sự là đã trễ chuyến hay chưa? Tư duy ngược liên tưởng việc này giống như một cuộc chạy đua tiếp sức. Bạn vẫn còn những sự tiếp nối của mình, đúng không? Bạn còn những đứa con của mình, và rồi những đứa con của bạn lại có những đứa con khác của chúng. Và cứ như vậy n lần. Một sự tiếp nối, liên hoàn nối. Giả sử bạn vẫn còn khả năng chạy, nhưng vì một nhận thức lệch lạc nào đó mà bạn nghĩ sai đi, rồi chỉ bước đi tập tễnh hay lăn lê bò trường, thậm chí tệ hơn là chỉ ngồi lì một chỗ và chém gió. Chạy tiếp sức mà cứ ngồi lì kiểu này thì có phải là báo đời cho những người chạy ở các lượt sau, phải không bạn? Đứng ở hệ quy chiếu của sự tiếp nối, thì đây là một trò chơi vô cực, infinity game. Dựa trên phương diện này thì trễ hay sớm không còn quá quan trọng nữa, mà vấn đề ở đây bạn đang duy trì trạng thái gì mà thôi. Đừng dùng một hệ quy chiếu hữu hạn và nghĩ là trễ rồi để từ bỏ nó, rồi lại gây trở ngại cho những sự kế thừa của bạn. Hãy dùng điều này để tiếp tục tạo ra động lực cho mình. Bạn phải có trách nhiệm hoàn thành hành trình của mình và chơi nốt các hiệp đấu còn lại một cách trọn vẹn nhất có thể. Hoàn thành thì tốt hơn là hoàn hảo mà. Rõ ràng là bạn dành rất nhiều tình yêu thương, sự chăm sóc cho con cháu và nòi giống của mình. Có thể nói là dành tất cả mọi thứ cho chúng. Và một điều vô cùng tuyệt vời là chúng chưa hề bước vào một hiệp đấu nào cả, và chỉ đang ở trong những giai đoạn luyện tập sơ cấp. Vậy tại sao bạn lại không giúp chúng dần dần vẽ nên một tấm bản đồ về những vùng đất của chúng, theo những sở trường cá nhân và những ý muốn riêng của chúng, giúp chúng tạo ra một sự bắt đầu sớm, bao gồm cả việc chia sẻ cho chúng biết những gì bạn đã làm được, những hoài bão nào mà bạn chưa thực hiện được hoặc chưa có cơ hội để thực hiện, hay những thất bại, những điều mà bạn tiếc nuối mà phải trả giá bằng nhiều chục năm qua. Nếu tôi được sống lại cuộc đời của mình, tôi vẫn sẽ mắc lại những lỗi lầm cũ, nhưng chỉ là sớm hơn. Chính bản thân tư duy ngược cũng đã nhận được rất nhiều lợi lạc khi chủ động nhìn vào sai lầm của những người đi trước, rồi tự rút ra bài học cho mình, chứ cũng không dại dột phải tự mình sập hầm và mắc hết tất cả những sai lầm đó rồi mới chịu ngộ ra. Với vị thế là một người đi trước, thì đến 90% bạn chính là người cầm cân nảy mực cho mối quan hệ này giữa hai bên. Mọi người thường rất ngán ngẩm với việc kẹt xe, đúng không? Đó là khi mà những người đi trước không đi được và làm kẹt cứng lại những người ở phía sau. Nên nếu đã là người đi trước rồi thì hãy cố gắng đừng trở thành một sự cản trở tai hại của những người đi sau bạn nha. Khi hai bên đã hiểu nhau hơn thì tư duy ngược khẳng định với bạn
ngoài tình yêu thương và sự chăm sóc ra, thì đây chính là một thứ vốn liếng quý giá nhất, một kho báu, một sự định hướng vô cùng quý giá mà những đứa con có thể nhận được từ cha mẹ, ông bà, thậm chí là cô chú, anh chị hay thầy cô của chúng. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng thực tế là không có nhiều người làm tròn vai được việc này. Nó không dễ, nhưng cũng không phải là quá khó. Bất kỳ ai dừng học đều già, dù chỉ mới ở tuổi 20. Bất kỳ ai đang học tập đều trẻ, dù đã ở tuổi 80. Và điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ cho tâm hồn của bạn luôn được trẻ trung. Vua xe hơi Henry Ford đã nói như vậy. Mấu chốt ở đây là phải luôn giữ cho tâm hồn của bạn được trẻ trung bằng sự tưới tắm của việc học và sự phát triển. Bởi bạn bắt buộc phải ở trên đường đua tri thức rồi thì mới chuyển sang được những đường đua khác như gia đình, đời sống tinh thần, tài chính hay hạnh phúc, vân vân. Một lần nữa, hãy nhớ xem video này. Nếu như chính bạn còn không có ý niệm gì về sự hiện diện của mình ở trên con đường này, thì cũng đừng quá mong mỏi rằng những sự tiếp nối của bạn sẽ tạo nên được những sự khác biệt. Bởi vì sự tụ tán và tích tụ của bạn sẽ ảnh hưởng đến chúng rất rất đáng kể. Nên kết lại, cách tốt nhất là nếu bạn cho rằng mình đã có tuổi rồi, có thể sẽ không chơi hiệp 3 và hiệp 4 như một đấu sĩ được, vậy thì hãy chơi như một quân sư, một huấn luyện viên thử xem. Đã là quân sư thì nhất định phải có mưu trí và thông thái một chút. Đây là một tinh thần teamwork giữa tre già và măng mọc, vô cùng khôn ngoan, tận dụng được thế mạnh rõ rệt của các bên. Tư Duy Ngược đã đọc được rất nhiều câu chuyện thú vị về việc cha mẹ chăm bón, nuôi dưỡng cho con cái của họ theo dạng organic, nông nghiệp thuận tự nhiên, kiểu lành mạnh như thế này, hơn là nuôi dưỡng theo trường phái, công nghiệp hóa, áp đặt hóa hay cái tồi hóa, nhưng phần lớn số đông vẫn đang rập khuôn một cách đáng sợ. Tổng kết lại, vấn đề không nằm ở quá khứ, mà là bây giờ chúng ta cần làm gì và tích tụ gì. Dù bạn đang ở hiệp đấu nào đi chăng nữa, thì với những góc nhìn khách quan hơn, thì bạn chưa có trễ chuyến đâu, còn nhiều chuyến dữ lắm. Sẽ luôn có không gian và thời gian để bạn reset, làm lại cuộc chơi của mình, hoặc chí ít là duy trì việc tích tụ cho sự tiếp nối của mình. Đừng lạc lối rồi tụ tán vào những thứ mà có thể sẽ khiến bạn phải hối tiếc. Đó là thông điệp mà Tư Duy Ngược muốn gửi đến bạn. Chúc cho bạn là dù cho sớm hay trễ, thì rồi bạn cũng sẽ hoàn thành được hành trình của mình và tận hưởng được niềm vui đó tại vạch đích mà bạn mong muốn. Video này được tạo ra bởi giao điểm và sự kết hợp từ 4 cuốn sách mà Tư Duy Ngược đã đọc qua, cùng với một ít từ trải nghiệm chủ quan của cá nhân, để thấy được một số sự kết nối thú vị và chia sẻ đến bạn. 4 cuốn sách là Tâm lý học về tiền, Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, Warren Buffett, Quá trình hình thành một nhà tư bản, và tập thứ 6 trong bộ sách Dạy con làm giàu. Có dịp thì kênh sẽ review cặn kẽ cho bạn những cuốn này. Giao điểm là một thuật ngữ rất quan trọng trong chủ đề sáng tạo. Bạn có thể xem video này để hiểu rõ hơn về giao điểm và hiệu ứng Medici. Nếu bạn muốn xây dựng, cải thiện kỹ năng và thói quen đọc sách của mình, thì cũng có thể tham khảo khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược, đang có ưu đãi rất tốt cho bạn. Bạn có thể xem chi tiết ở đường link trong khung mô tả bên dưới. Nếu bạn thấy video này bổ ích, thì hãy giúp Tư Duy Ngược like, share và comment một điều gì đó nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.